Và ngay sau đây con xin gửi đến giới thiệu đến toàn thể quý vị một giọng ca quen thuộc của chùa của chúng ta. Ca sĩ Phật tử Ngô Minh sẽ đến với chúng ta qua một sáng tác của Thái Khang, bài hát Buông. Xin quý vị một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần cho Ngô Minh được không ạ? Phật, cùng mà lòng con vương thì thân không ý.
cho một tràng pháo tay lớn ạ.